Việc chào quý vị và các bạn thân mến nha. Việc thanh lý cho quý vị và các bạn hai cặp loa bị ma ám. Đúng là ma ám luôn. Thì Việc vừa nói chuyện với quý vị và các bạn thì cũng vừa quay chi tiết cũng như là xương loa hay là con loa, cổ loa rồi đó để quý vị và các bạn xem luôn nha. Quý vị và các bạn Việc vừa nói thì vừa quay luôn. Thì tại sao mà Việc nói hai đôi loa này bị ma ám? Hai đôi loa này là bị khách quen nè. Khách quen chốt nhưng không có chuyển tiền. Chốt tới hai lần luôn. Rồi sau đó nó mất duyên bán không được mà nó rất là ức luôn quý vị và các bạn. Thì đầu tiên là cái đôi loa JBL đồng trục này nè. Thì khi mà mới vừa về khui hàng á, mới vừa về khui hàng ha. Thì đây là model đồ quý vị và các bạn xem. JBL đồng trục, model là LE14C 8 ohm từ Anico. Cái đường kính từ này khoảng 16, bass thì bass 36. Cái đời này nó có hai dòng, một dòng là gân màu vàng thay ở bên ngoài và một dòng là gân màu trong, gân màu đen nó thay cái viền nằm ở bên trong đó. Một cái đầu gân màu vàng thì nó lật ngược, gân màu đen thì nó thay như thế này đó. Thì mới về đầu tiên là một bác khách chốt ngay lập tức đó. Thì bác này là đã mua đồ của mình mấy lần rồi thì mình cũng tin tưởng, tại vì bên Việt hồi xưa nay là Việt nói là bán hàng là ai chuyển khoản trước bán trước, không chờ không đợi. Và tuy nhiên thì đây là một người khách quen mua mình hai ba lần rồi thì chắc chắn là mình sẽ chờ và sẽ đợi ha. Thì bác nói mai bác chuyển khoản cho mình, đợi tới ngày mai bác alo lại bác nói bác không lấy. Rồi thì thôi cũng không sao, bác không lấy thì cũng không sao. Vì của bạn đây là cái chép đồng trục ở giữa nè, bát 36 bằng giấy. Thì khoảng có 10 ngày sau thì Việc đăng lại việc bán đó, thì cũng chính cái bác khách này luôn, bác lại chốt thêm một lần nữa và bác nói là chắc chắn như đinh đóng cột luôn, bác nói là lần này là bác lấy 100%, cứ yên tâm để tí xíu chuyển khoản này liền. Thì mình nghĩ bác cũng là lớn tuổi rồi thì không lẽ người ta nói lời hai lời với mình hai lần sao. Thì Việc nghĩ vậy á, vậy cho nên Việc nói thôi kệ, để cho bác luôn, ok chốt. Thì mấy tiếng đồng hồ sau á, bác cũng lại alo lại và bác nói thôi đổi ý, bác không mua, bác nói bác vô thùng của bác không vừa. Thì như vậy cái đồ này bị bác khách đó quen chốt hai lần nhưng không chuyển khoản một đồng nào hết trơn, không có chuyển cho mình một đồng luôn, phải chi chuyển cho mình đó. Thì bác bỏ cọc của mình còn đao giá đồ này nọ xuống. Cái cặp này ở đó mình nhập 13 triệu đồng đó, 13 triệu đồng cái cặp này đó. Thì bác làm như vậy thì nó nói thật với quý vị của bạn, quý vị nào mà có mua bán đi rồi quý vị sẽ biết đó. Nó mất duyên, nó mất duyên là rất là khó bán. Rồi trong khi mà mình chờ bác chuyển khoản thì cũng có một vài khách khác người ta hỏi thì Việc nói bán rồi, bán cho ông anh khách quen đó. Thì khi mà cái ông mà khách quen này nè, ổng không có lấy thì mình liên lạc lại với cái người mà người ta muốn mua, người ta hỏi Việc vậy nè: ủa bộ loa có vấn đề gì sao mà khách không lấy? Thôi vậy tôi cũng không lấy luôn, chứ nếu không có vấn đề thì khách quen người ta sẽ lấy rồi. Quý vị bạn đau lòng chưa? Thì như vậy thì mình quay đi quay lại cái cặp này biết bao nhiêu lần không bán được luôn, nó mất duyên. Thì ở đây Việc cũng muốn chia sẻ đúng quý vị của bạn, sau này quý vị và các bạn khi mà chốt nói thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Khi người ta buôn bán, người ta mới mở cửa hàng ra, người ta mới đăng video lên là chốt ngay rồi xong rồi bỏ, chốt ngay xong rồi bỏ, thì như thế thì rất là tội nghiệp cho những người bán. Không phải như Việc đâu, không phải Việc không, mà những người khác cũng vậy, người ta mất như đôi loa này mất duyên. Đôi loa đẹp thế này, zin thế này, bán rẻ hơn thị trường mà bán hoài bán được. Thị trường anh em bán 14, 15, 16, 17, 18, 19 đó. Mình nhập cái vốn mình hết 13 rồi mà mình thấy nó mất duyên, mình đau xuống giá xuống tới 12 triệu năm luôn, bán vẫn chưa trôi đó. Thì quý vị và các bạn thấy khi mà nhập một đôi loa như thế này 13 triệu đồng về, chưa tính tiền cước phí vận chuyển này nọ vân vân đó, rồi tiền gửi đi Việt Hùng thay gân, ở trên Việt Hùng thay cái cặp gân này là ăn mình 800 ngàn cái cặp gân nữa đó. Coi như là cước phí này nọ vân vân các thứ, thì với gân này nọ, cặp lo này nó ra là 14 triệu đồng hơn.
Rồi thì bây giờ mình bán xả xả luôn, bán xả để cho nó qua cái đốt này, mình bán với cái giá là cái giá lo này mình bán cho quý vị và các bạn 12 triệu 500 nghìn đồng, không bao gồm phí vận chuyển, bao zin, bao các ông đến kiểm tra tại chỗ, bao con zin, con lo bát zin nè, màng zin nè, nhện zin nè, gân mút thì Việt Hùng thay nè, không tin thì tôi đưa cái phiếu mà thay gân của Việt Hùng á, báo cho quý vị và các bạn cùng xem. Thì việc nói ở đây á, là qua cái video này á, việc mong á, quý vị và các bạn khách dù quen hay lạ, khi mà mình muốn nói một lời mà mình chốt á, thì quý vị và các bạn nên cân nhắc suy nghĩ cho kỹ, tại vì nếu mà chốt rồi á, mình không lấy á, thì tội nghiệp cho người ta, và đặc biệt là những khách quen á, những khách đã quen rồi thì nói một câu một là vừa chốt là việc để hàng ngay, tại vì đã quen, đã giao dịch rồi. Thì như vậy thì khi mà mình đăng lại mình bán thì những người khác người ta nghi ngờ cái lo nó vấn đề rồi, mấy ông này bữa ổng nói có khách chốt rồi giờ đăng lại bán nữa. Quý vị và các bạn thử đặt trường hợp của mình vào cái trường hợp của những vị khách đó thì quý vị và các bạn sẽ biết. Rồi bán 12 triệu 500 nghìn đồng giá lỗ. Rồi cái cặp này cũng ma ám nè, đây nè, cái cặp này là cũng quen nữa đó, cái cặp điêu nưa bát 30, màng giấy, gân vải xếp dầu mềm, lo zin vậy nè, con zin nè. Rồi cũng khách quen à. Để đi chú, để cho anh về là anh chuyển tiền ngay, sáng mai anh về anh chuyển tiền ngay, rồi xong sáng mai liên lạc lại, thôi chú mày bán giùm anh đi, anh không lấy, mà trong khi đó anh chưa cọc một đồng nào hết, rồi mất duyên luôn tới giờ. Mất duyên luôn quý vị và các bạn, cái này mình buôn bán mà mình không tin là không được, nó mất duyên. Bởi vậy mình rất là bực bội cái vụ mà cái cặp này nè, khi mà mới đăng lên rất nhiều người muốn mua luôn, nhưng mà có ông anh là khách quen, ông chốt một cái rồi là xong, là mình bảo với những bạn kia bán rồi hết, và sau này những cái bạn kia vẫn còn nhắn tin cho mình là nói là ô cái lo bữa hổm chốt khách chốt rồi trả lại hả đó, mình rất là ức. Rồi cái cặp bát 30 của Biêu Nưa này việc bán cho quý vị và các bạn á, giá là 2 triệu đồng bao zin, hai cặp này là mình bao zin cho quý vị và các bạn, và nói thật cái cặp này lỗ nặng lắm nè, để mình bán đi cho nó rồi thì mình ức chứ lắm. Quý vị và các bạn cứ lên Google xem nha, cái model LE14C thì nó sẽ có hai cái model, một cái model á, là cái gân nó nằm ở bên ngoài này, nó màu vàng, nó lật ngược lại, và một cái model là cái gân màu đen nó nằm ở bên trong. Thì ở đây là cái gân màu đen, cái gân màu đen thì nó hiếm hơn cái gân màu vàng đó. Và giữa gân màu đen và gân màu vàng thay á, thì sự thật là giá nó y nhau thôi quý vị và các bạn đó. Có bạn nói tại sao mà ông đi thay gân màu đen không thay gân màu vàng, nhưng mà của zin của nó là cái gân màu đen thì mình thay gân màu đen thôi quý vị và các bạn đó. Chứ cái gân màu đen và gân màu vàng giá y chang nhau nha, nó đều là gân mút hết, nhưng nó chỉ khác cái màu thôi quý vị và các bạn. Rồi, việc xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.